Cuộc Sống Hạnh Phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Ăn gì không sợ láng xương? Nếu biết cách dự phòng ngay từ tuổi 40 bằng những thực phẩm hàng ngày, chứng láng xương sắp phải rời xa bạn. Một số thực phẩm rất hữu ích trong việc phòng chống chứng mất xương và xốp xương, giúp người cao tuổi và người có nguy cơ mắc bệnh loãng xương cải thiện chứng bệnh của mình. Loãng xương là một tình trạng mà chất lượng và mật độ xương bị giảm nhanh chóng, làm cho người bệnh dễ bị giòn xương, xốp xương, từ đó dẫn đến dễ gãy xương. Phụ nữ từ độ tuổi 40 có nguy cơ cao mắc loãng xương, càng lớn tuổi, nguy cơ bị loãng xương càng cao. Đây là một căn bệnh thầm lặng, vì ở giai đoạn đầu, người bệnh thường không có triệu chứng gì đặc hiệu. Thiếu canxi có thể gây ra bệnh loãng xương. Những chất dinh dưỡng góp phần quan trọng cho sự hình thành xương phải kể đến là vitamin D, K, magie, kẽm, đồng và mangan. Khi một người được chẩn đoán loãng xương, họ sẽ phải tuân theo một chế độ ăn uống nghiêm ngặt, duy trì một lối sống lành mạnh để làm chậm sự tiến triển của bệnh, giảm nồng độ mất xương. Nếu không, người bệnh có nguy cơ cao bị gãy xương trong sinh hoạt hoặc vận động. Cá là một thực phẩm hoàn hảo để phòng chống bệnh loãng xương. Đây là nguồn thực phẩm giàu canxi, thành phần quan trọng nhất cấu tạo xương và duy trì sức khỏe của xương. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại cá đều có lượng canxi giống nhau. Có những loại cá giàu canxi hơn như cá mòi, cá hồi là hai loại cá có lượng canxi lớn nhất. Do vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên người già nên sử dụng cá hồi như một thực phẩm tiêu dùng thường xuyên để duy trì sức khỏe của hệ xương, từ đó ngăn ngừa bệnh loãng xương. Sữa chua đã được khoa học chứng minh hiệu quả trong việc làm giảm nguy cơ loãng xương. Nó là một nguồn bổ sung canxi, vitamin và chất dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể. Ngoài ra, sữa chua còn chứa vitamin D, có thể giúp ngăn chặn sự mất xương. Bên cạnh tác dụng phòng chống loãng xương, sữa chua còn được biết là một loại thực phẩm rất tốt cho hệ tiêu hóa, bởi nó bổ sung các nguồn vi khuẩn có lợi cho đường ruột, giúp tăng cường hệ miễn dịch chung của cơ thể để phòng chống bệnh tật. Sữa. Thường xuyên uống sữa là cách tốt nhất để giảm các triệu chứng của bệnh loãng xương. Sữa và các sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua, v.v. rất giàu canxi, protein, carbohydrate và vitamin. Có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, các phản ứng dị ứng, chữa lành vết thương. Ngoài ra, sữa còn được sử dụng để tẩy tế bào da chết rất hiệu quả. Trứng là một trong những thực phẩm lý tưởng có thể ngăn ngừa loãng xương, bởi trong trứng rất giàu vitamin, canxi, selen và folate. Đây đều là những thành phần cấu tạo xương, giúp bảo vệ sức khỏe của xương. Đặc biệt, có thể làm cho tóc và móng tay khỏe mạnh. Các protein tự nhiên có trong trứng có thể ngăn ngừa nguy cơ loãng xương. Bắp cải vừa là một nguồn thực phẩm bổ sung chất xơ, vừa có rất nhiều vitamin, axit amin và khoáng chất rất tốt cho xương như mangan, sắt và magie. Đặc biệt, vitamin K trong bắp cải giúp quá trình chuyển hóa xương và còn có khả năng ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Nên đây là một loại thực phẩm mà người cao tuổi và người bị loãng xương không nên bỏ qua. Chuối là một trong số ít các loại quả có thể ngăn ngừa bệnh loãng xương. Ăn chuối thường xuyên có thể giúp hấp thụ canxi và các chất dinh dưỡng thiết yếu để đảm bảo xương khỏe mạnh. Nó cũng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư, tiểu đường hoặc làm giảm bệnh trầm cảm. Đậu là thực phẩm có hàm lượng vitamin D cao. Đây là một trong những thành phần giúp cơ thể tổng hợp canxi. Ngoài ra, đậu còn giàu canxi, chất xơ và chất chống oxy hóa. Đậu và đậu lăng là loại rau quả được coi là lựa chọn thực phẩm tốt nhất cho bệnh loãng xương. Ngoài ra, đậu còn rất giàu folate, nó đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của các tế bào máu đỏ.